Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. 98% người dùng hài lòng về hiệu quả của Bảo Xuân. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng đẹp hẳn lên, bớt cả bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn, hơn cả sự mong đợi. Mình và chồng lại mặn nồng như xưa, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Xuân Gold với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi. Bảo Xuân tuổi 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hòa Nhịp Yêu. Cảm ơn thương hiệu Bảo Xuân, sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng cân bằng nội tiết tố nữ, giữ gìn tuổi xuân đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và trong chương trình Hòa Nhịp Yêu ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây nhà báo Hoàng Anh Tú để có thể chia sẻ với quý vị những câu chuyện liên quan tới cuộc sống gia đình. Có bao giờ Tú gặp một cái trường hợp là vợ mình, mặc dù mình muốn chiều lắm nhưng mà đi làm về mệt, đầu óc đang nghĩ bao nhiêu thứ chuyện cơ quan này kia, xếp đòi đưa bài duyệt đủ thứ hết mà vợ về cứ rủ rỉ rù rì, cứ thỏ thẻ thù thì thầm thì bên tai, chia sẻ chuyện nhà mùa này, tâm sự chuyện nhà bên kia, hoặc là cứ nói về những cái chuyện này chuyện kia mà trong khi đó mình đang không có cái tinh thần để mà mình nghe. Nhiều chứ Nghĩa. Bởi vì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là đấy là cái nhu cầu của người phụ nữ. Thật sự là phụ nữ có một cái nhu cầu để mà có thể là thủ thỉ tâm tình, chia sẻ, thậm chí than thở. Cái chuyện mà tôi đang ngồi hì hục với những cái bài báo ở bên cạnh vợ thì cứ anh thấy không, cái quỳnh nó thế này rồi cái thế kia. Rõ ràng những cái lúc như thế thì thực sự rằng là đầu mình phát nổ tung. Thì ngay lập tức nếu như mình bảo là em, anh đang tập trung làm việc, em không được coi như là phá anh, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được một cơn giận coi như là dài cả coi như là 100 km ngay lập tức. Đấy, cho nên rằng là thực sự cái đấy là những cái gọi là những cái cực kỳ khó khăn, và lúc đó là cái lúc giữa cái sự tinh tế và hơi chiến thuật một chút là đàn ông cần phải biết. Bởi vì đôi khi đàn ông của chúng ta chỉ nhìn tất cả mọi thứ một cách rất là đơn giản là đúng sai, trắng đen, đi hay là ở. Đàn ông không có nhiều những cái gọi là những cái thay đổi lắm. Họ tất cả mọi thứ của họ chỉ là giải pháp và giải pháp. Trong trường hợp này thì là giải pháp này, trường hợp kia là giải pháp kia. Mà đôi khi cái họ sẽ không có cái khoảng thời gian hay là cái tinh tế để họ dừng lại, họ lắng nghe một chút để họ có thể rằng là chia sẻ với phụ nữ. Giống như đàn ông không có nhu cầu luôn á. Đúng rồi. Tại vì nhiều khi đàn ông cứ nghĩ rằng là mình đang làm những cái công việc gì đó nó lớn lao ngoài kia, còn những cái chuyện mà thật ra các chị em, đặc biệt là các bà vợ tâm tình á, đôi khi nó không phải là những cái chuyện gì nó quá to tát. Vậy thì với một người làm nghề báo đi nhiều như Tú, biết nhiều rồi cũng rất là tâm lý nữa, thì tại sao phụ nữ lại có cái nhu cầu cái chia sẻ như vậy? Có phải là do cái thuộc tính nó thiên về ông trời cho hay không? Nó cũng là một phần là từ giới tính, một phần là từ những cái gọi là định giới mà mỗi giới tính nó đều có. Cũng như đàn ông của anh em mình thôi, là cũng sẽ có những cái gọi là thuộc tính mà nhiều khi cũng cần phải coi như là thay đổi rất là nhiều. Thuộc mà tính thậm gì? Chí thuộc là tính không gì? Thể thuộc tính gì, thấy ghe đẹp đi ngang qua phải nhìn đúng không? Đôi khi cũng là như thế. Nhưng mà thực sự là với phụ nữ, tôi nghĩ rằng là ngay ví dụ như bà xã nhà tôi cũng thế thôi. Rất nhiều lần bà xã cũng thích nói những câu chuyện đó. Nhưng mà tất nhiên tôi nghĩ rằng là đôi khi chúng ta vẫn phải có một chút dạy vợ một chút. Đó là gì? Là chúng ta có thể thờ ơ với một số những cái câu chuyện thị phi, một số cái câu chuyện mà nó có thể khiến cho vợ chúng ta xa lầy vào thằng bà tám những cái điều đó. Thì đây mới chính là cái mà những ông chồng nên làm. Thay vì rằng là quát mắng là em thật là thế này, em thật là thế nọ, tức là khiến đẩy vợ mình ra xa. Thì tôi nghĩ rằng là những ông chồng nên nên chia sẻ với vợ, nên trò chuyện với vợ,
về những cái gọi là những cái mà văn minh và không văn minh. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đều mong muốn là vợ chúng ta là đều là những người văn minh. Và cái thứ hai nữa là đôi khi cũng phải biết để cho câu chuyện đi từ tay này sang tay kia. Bởi vì đôi khi rằng là cũng có những cái nhu cầu của người phụ nữ là cần phải nói, và lúc đó là phụ nữ cũng không cần phải nghe. Cho nên là tôi nghĩ là đây cũng là một cái sự cần phải thông cảm với người phụ nữ. Bởi vì là cái nhu cầu, đấy là cái nhu cầu của họ. Nhưng mà cũng sẽ có những cái câu chuyện mà chúng ta cũng cần lắng nghe, bởi vì đó là đôi khi là cái tâm tư của người phụ nữ. Có những cái điều mà người phụ nữ không biết chia sẻ với ai ngoài chồng. Những cái chuyện nó cũng thuộc về vấn đề tế nhị, về tâm lý của họ. Nhiều chứ. Hoặc là về sinh lý của họ. Nhiều chứ, nhiều câu chuyện như thế chứ. Chẳng hạn như là khi mà vợ chúng ta tâm sự với chúng ta về một cái sự chiều chuộng nào đó ở bên ngoài, đôi khi cũng là bởi vì cô ta cần. Cô ta cũng muốn nhắc khéo mình. Cũng nhắc khéo. Thật sự là tôi thấy rất là đáng thương ở điểm đó. Vợ tôi thì thường là rất là hiếm khi vợ tôi nhắc khéo, bởi vì vợ tôi cái gì cũng thẳng. Và tôi vẫn hay khuyên tất cả những người phụ nữ mà gửi thư cho tôi rằng là nên thẳng thắn. Bởi vì đàn ông anh em mình ngốc lắm. Chúng ta đâu có, nhiều khi chúng ta đâu có biết được rằng là cái câu của vợ nó thế này có nghĩa là thế kia. Đôi khi mà chúng ta cũng không đủ cái tinh tế để mà có thể cảm nhận được. Cho nên rằng là nếu như người phụ nữ cần cái gì thì nên nói thẳng với chồng. Con có khóc thì mẹ mới cho bú. Tôi vẫn nói rằng là đấy là cái điều tuyệt vời nhất mà hai vợ chồng có thể nói được với nhau. Tại sao là vợ chồng với nhau rồi, đầu gối tay ấp với nhau rồi, có biết được với nhau tất cả mọi thứ rồi mà vẫn còn phải che giấu với nhau những cái tâm sự thầm kín ở mình? Thì tôi nghĩ rằng là chồng nên hiểu một chút. Những người chồng ngoài cái chuyện là kinh bang tế thế, làm những cái chuyện mà vĩ đại ngoài xã hội kia, thì về nhà lại càng phải biết cách chiều vợ và quan tâm tới vợ từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, và phải biết lắng nghe những câu chuyện của cô ấy để xem coi cô ấy thật ra từ những cái câu chuyện tưởng là vu vơ ấy, cô ấy đang muốn nói với mình điều gì. Mà trong tôi thực sự ra những cái ý lại rất dễ. Có một cách để rất dễ để mà có thể rằng là hiểu và đặt vị được vợ. Là cách gì? Đơn giản là hãy yêu cô ấy. Khi mà chúng ta yêu một người phụ nữ, chúng ta luôn biết người phụ nữ đó cần cái điều gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang yêu vợ. Không phải. Bởi vì khi mà chúng ta yêu vợ, chúng ta sẽ lắng nghe vợ. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là tự nhiên thấy vợ thay đổi cái sắc mặt. Tự nhiên thấy vợ hơi buồn một chút. Rõ ràng nếu như khi thời đang yêu, chúng ta cuống cuồng lên, đúng không? Nhưng mà nhiều khi đàn ông anh em mình quên cách yêu vợ như thế. Lấy vợ về rồi và quên cách yêu vợ. Nên tôi nghĩ rằng là để hiểu người phụ nữ thì hãy yêu cô ta. Hãy yêu cô ta càng nhiều vào thì sẽ càng hiểu. Bởi vì là đấy là cách duy nhất và là cách nhanh nhất để mà có thể hiểu được những cái cảm xúc của cô ý. Ngược lại phụ nữ cũng thế thôi. Khi người phụ nữ yêu chồng thì chồng cô ý chỉ cần rằng là thích thú với cả một cô gái khác thôi là vợ sẽ đọc ra ngay. Tất nhiên nó không phải là mê tín, nhưng mà tôi vẫn luôn coi nó là một cái sự mê tín, cái tín ngưỡng của tình yêu. Khi mà chúng ta có một cái cảm xúc với một ai đó thì chúng ta cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi của người phụ nữ đó, kể cả những cái thay đổi về mặt tâm sinh lý. Chính xác. Và chúng ta biết rằng vợ chúng ta cũng đang đến một cái thời kỳ nào đó nó thay đổi nhiều về mặt thể chất, về mặt tinh thần, thì cũng kịp thời bổ sung. Chính thì xác. Đó là cái điều nó vô cùng cần thiết cho cuộc sống gia đình. Nếu như phụ nữ của chúng ta đẹp, mơn mởn thì ai là người được lợi nhất? Đương nhiên là chúng ta. Vậy thì không có việc gì mà chúng ta lại vô tâm với người phụ nữ bên cạnh mình như vậy. Nó là khoa học mà. Dạ, đúng như thế. Chỉ cần chúng ta tinh tế một tí thôi thì chúng ta có thể làm cho người phụ nữ bên cạnh của mình cảm thấy được yêu chiều và cảm thấy được lắng nghe, chia sẻ. Gia đình của chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Cảm ơn nhà báo Hoàng Anh Tú ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ với chúng ta về câu chuyện này. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hòa Nhịp Yêu cũng xin được phép kết thúc. Quý vị khán giả có thể gửi thư vào địa chỉ hộp thư 18006316 để có thể chúng tôi chia sẻ cho quý vị những vấn đề mà quý vị vẫn còn đang thắc mắc. Cảm ơn thương hiệu Bảo Xuân, sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng. Cân bằng nội tiết tố nữ, níu dài tuổi thanh xuân cho trẻ phụ nữ đã đồng hành cùng với chúng tôi. Bảo Xuân, 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. 98% người dùng hài lòng về hiệu quả của Bảo Xuân. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng đẹp hẳn lên, bớt cả bốc hòa.
mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình và chồng lại mặn nồng như xưa. Anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ bảo Sun Gold với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi. Bảo Sun tuổi 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Sun cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh.